Vậy nhà ăn cua là sao? Đó rồi là nó đào rất là nhà nhà đó. Con cua nó đi về nhà đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, nói tao quên chèo coi. Đó, chèo mày quay nè. Chèo sao hồi làm cái tủng cái điện thoại sao? Dữ luôn á kìa. Trời ơi. Bơi đua, bơi ra đua. Bơi đua. Rồi đó là chiều tối là thêm nữa là sáng mai là căng cho lái là ok luôn nha mọi người. Cái ở nhà bà nội kìa. Nhà bà nội. Đúng rồi. Đây nè, đây nè. Ăn dịch hết biết rồi kìa. À, ông bà nuôi bồ câu nữa nè. Ô cưng quá. Đó, con. Ô nó đẻ tùm lum hết trơn trong nhà, ổ ổ. Ô nè. Bồ câu nè. Nhà dưới nó đẻ ở trong rồi. Ủa rồi mẹ nó đi đâu hết hả sao? Đẻ anh mang chối ra ngõ đó. Đó. Ồ tổ chim. Hết biết rồi. Đây dừa nè, họ xin vài dừa đem về nữa nè mọi người. Ôi trời. Lần nào về cũng vậy á, là chuẩn bị đi về lại Cà Mau á, thì là cũng đi ra ngoài vườn á, cắt rau muống nè, xin về để nấu cơm ăn. Nói chung á, là rau ở vườn á, mọc tự nhiên á, về ăn thì lúc nào nó cũng ngon và an toàn hơn hết trơn á. Thì đến lúc này thì mình cho bọn nhỏ chuẩn bị đi xuống dưới vuông tôm để mò sò nè mọi người. Ừ, ngồi đó nhìn không được mấy đá chạy xuống nha không? Chơi chơi như cũ hai cho chứ. Đưa nó cùng đây. Đưa nó cùng đây. Mời. Để mà. Xuống vuông đi. Chạy xuống. Em rồi, rồi, rồi. Cái gì vậy con? Búng vô chưa? con tôm búng vô chơi ớt hả? Ô là chàng. Rồi. Nè mấy đứa em lặng chứ nè. Rồi, ok quay rồi đó. Ban đầu là mình mua cái sò. Anh bơi không được, anh bò không được anh ơi. Nhỏ bằng cát nên là mình không có lấy mình xúc được. Mình gờ cái tay mình vô nha. Nhám rất là nhám. Đây là cát. Đây. Đây một con sò. Cái này nha mấy bạn. Hả? Thấy không? Không nổi rồi, thấy không? Thấy chị thấy rất là nhỏ thôi nha. Ê, đừng đụng xuống mẹ té. Tới lúc tôi lớn khoảng cỡ. Đây đừng nhảy mẹ té. Này là khoảng cỡ 4-5 triệu con một ký à. 4-5 triệu con một ký. Con là rồi tới khoảng 30-40 ngàn con tôi sẽ ra cái bầu lớn này. À. Em ơi, em lựa đừng rồi ơi. Mà mình muốn ra cái bầu lớn này á là quy trình nó cũng nghiêm ngặt lắm, tại vì mình phải xử lý nào là ốc nè, nào là cá nè, nào là đất nè, mình phải vệ sinh sạch sẽ, để không á là mình cần cái bầu nhỏ này, bầu nhỏ cũng vẫn vậy nha. Ra đây rồi là không là nó ăn hết luôn đó. Mình chỉ cần nổ rồi thôi. Mình ra cái bầu này xong là lên khoảng có 5.000 con nha, những con ra. Thả trên kia là 5.000 con, hiện giờ nó mới nằm 500 con rồi đó. Giờ để tôi dẫn các bạn lên coi từ bầu này mình ra không đó. 5 con. Giờ tôi ngồi mớ gì sao mở nhỏ chơi. Anh đi em bơi chứ. Trời này tôi mới dời 2-3 bữa nên tôi có chưa dám vô tôi bắt nó được tại vì để được. Mới dời em mới dời qua. Mới dời 2-3 ngày à. Dời xong rồi. Tôi dời 2-3 bữa trước. Nên để cái bản đó mà còn lại sao nó yên nó rồi xong rồi mình mới vô. Thì đây, keo à. Mẹ ơi, mình cái lô sò tôi dời hết đây khoảng cỡ 6 tháng. 6 tháng là mình bắt đầu mình là nó lên 100 con đúng không? 6 tháng là nó lên 100 con rồi đó. Ừ. Nhưng cái đầu có khả năng là 80 chẳng hạn vậy.
Nhưng mà cái đuôi khoảng 124, nếu mình solo lại là cỡ 120. Sợ cái này là nó lớn rồi, ăn là ok luôn. Thịt chắc là ngon, tại dùng này là dùng chỉnh, có nuôi con thò là nó dùng chỉnh này. Cái độ mặn nó thích hợp từ 25% trở lên là con sò nó. Mà đặc biệt đây là con sò nó rất là ngọt mà đầy thịt nữa. Đúng, nó không có như cái vùng khác. Còn các tỉnh trên đó nó cũng có nuôi sò nữa, nhưng mà cái độ mặn nó không có đủ, cái độ mặn đủ để chất lượng của thịt con sò tốt. Mà đặc biệt ở đây nuôi là thả thiên nhiên chứ không phải là cho ăn thức ăn hay là cái gì nha. Là chỉ thả thiên nhiên ở trong vuông này thôi. Sò mà nuôi mất camera cái này á các bạn thấy không? Camera là phải chú ý. Quá trời tình hình biến động ở đầm dơi nhiều lắm nha. Cái tình hình về đầm dơi là bị bắt nhóc rất nhiều nhiều lắm. Thấy kéo dây điện không? Vừa trước là tôi bị là từ cái dắt từ camera này dắt lên là nó đánh hết luôn. Ghê lắm. Ở ngoài đây là bắt đầu là ra khỏi mấy cái bầu này rồi là thả ở ngoài đây là lên sò 100 con một ký. Nói chung là sò này là đạt để mình xúc đúng không? Sò cái này là rang muối rồi là rang bơ rồi là ngon dữ lắm, vừa ăn em qua cặp mé. Nói chung là mò tay xuống một cái là dính, mò tay xuống một cái là dính, này. Nhưng cái đuôi này thấy không, cái đầu này thì 70-80 nè, cái đuôi này 120-130 nên ít lượng solo nó khoảng 500. Nhưng mà lúc mình lên là mình lên cái đầu không à, cái đuôi này mình thả lại để cho nó lớn. Cái này là mình ăn nè, trời có mấy con này thịt chắc nó tròn do con sò nè, thấy không, con sò nè đang lớn là ra mép nè, thấy không, bén đứt tay. Nhưng con sò nào mà nó không bén á là con sò bị cùi, nó bị chai. Sò mỡ mỡ ngon thế à. Nói chung mà đưa tay xuống dưới hốt cái là phải có, nếu không có là không ấy. Đưa tay xuống hốt là phải dính sò dày mà. Nhưng mình lựa con này nè, U7 không đấy. Mấy con đó là nãy còn mấy con nhỏ nhỏ mình thả lại cho nó lớn. Thả lại. Nè. Cỡ đó đó mà còn bị nữa đó. Camera. Nói chung là phải có gắn báo, em có báo quét không? Quét động á. Quét động thì mình chịu không nổi. Thế sao? Còn mỗi con vật nó hơi hơi nó cũng quét nữa. Đúng rồi, nó phải báo mình luôn, thức hoài luôn. Nên thôi. Và lắp thêm một cái bóng đèn. Bóng đèn trên đó có lắp thêm một cái nữa. Không mấy mình nét chòi mình nuôi chó trên đây nó sủa mình cũng biết nha. Không có mình ở đây, chó nó không ở đây. Mình cột khiến nó quen. Có đầu lớn nè. Có đầu lớn và có đầu nhỏ. Nó gánh qua gánh lại. Cái này mình ăn cái này đi, còn cái này mình thả rồi. Ăn xong không lên chảng không? Lên chảng. Chảng không vậy à. Bây giờ ở đây là cũng còn thả tôm đồ này nọ ha. Đây đang vẫn thả tôm, cua với sò. Cái lô sò này nuôi được 7 tháng rồi. Đầu này cũng đầu chọi không á. Nói chung nuôi này cũng mau lớn. Ở đây hoàn toàn ở nhà là thả con giống xuống rồi tự ăn phù sa ở đây lên thôi chứ không có cho ăn thức ăn hay này nọ gì đâu. Xuống nước. Có camera thiệt, có gao gao thiệt. Quăng chà mắm xuống nó vô nó cào nó dướng chà nó cũng cũng ít quá. Chà mắm nó quăng đặt dày vuông luôn. Cây kìa, thấy không? Sợ là tí dân sợ là nó vô lỡ vô vuông nó là gặp chà nó cũng có đỡ mà. Nhớ là mỗi lần về mấy cái chà này ha là bẻ vô làm củi với đốt than á. Chị với mẹ chèo chống cái phà đi bẻ nè, nhóc hết trơn. Chỗ nào cũng có rồi luôn á. Lặn mò xuống một cái vớt lên là sò nhóc hết trơn luôn. Đầu này nếu đầu này
Nếu ở trên thành phố là mua cũng tiền lắm đó mấy bạn ơi. Giờ hả, bữa nó mà hồi bữa nó mới điện lên 70 con hả, cái loại mà 100, 120 là nó bán 160 ngàn đó, mới điện chị hôm qua nè. 80 con hiện giờ tại vùng này mua 190 rồi đó. 70 con mua 200, 205 rồi đó. Ở nhiều người ta không biết. À, có cái loại sò Kiên Giang á là cái mình nó dẹp chứ nó không có tròn như. Đúng cái sò này thì nó rất là rẻ, nó có mấy chục ngàn thôi. Cái sò Bạc Liêu nó rẻ hơn sò vùng này. Đúng rồi. Đây là vùng Nam Căn. Sò này tròn do. Sò tròn do luôn á. Tròn do thịt chất lượng từ một hồi vô mà hấp tách nè. Luộc hay là sao mỡ luộc gì đó. Mình tách ra cho các bạn xem. Đầy thịt luôn, tròn do luôn. Sao cái này đã thu rồi đó, nhưng tôi chưa muốn hả? Cái gì lấy vốn tôi lại đi chứ? Không. Dạ. Đang cần Tết. Tới tháng 9, tháng 10 là... Tua với cá rồi ha, Dù. Có lỗi à. Nói chung vô này là gần 2 năm nay không có thua đó. Mình tập trung mình nuôi sò mà. Tôi với sò bầu, sò này nữa là không có thua. Thì em lại chắc nếu không bị ăn trộm. Thì ráng canh đi. Bởi vậy Nhi nó sợ nó mới kêu lên trước ra lấy vốn cái đi. Rồi cái kia là tính sao đó, nó sợ là nó sợ cái đó đó. Chị nhắm nhà mình sao bỏ được chị? Đúng rồi. Không thể nào bỏ được. Phải có đứa ở nhà mới được. Tiền không á trời, phải giảng giỡn đâu. Thấy vậy chứ như đây bán ra là tiền ra, tiền nhóm hết trơn á, đơn giản đi trời. Vừa cái công, cái cán, vừa cái của. Vừa chị thấy không chị hai? Vừa cái đâu chỗ nào đâu, chị đâu có thấy con tôm nó bự hay nhỏ. Tôi quay hồi về tôi về, tôi về thấy coi coi trong máy không. Trời ơi mắt con Du nó tỏ. Con tôm xuống nhỏ xíu mà. Đó thấy rồi. Ừ thấy rồi. Được rồi mà đừng có hú hút hết trơn trên hổ của em đây là được rồi, em vô lời. Vậy mà giờ được rồi mình cũng lấy vốn được rồi, được cái cục tài đó. Ủa mà sao chị thấy mới nó lộn mắm quay luôn không? Ủa chị thấy là nó bị cong cong mà sao? Đó có được cong cong đó. Tại vì nó lỡ lên này đó, cong cong nhỏ nhỏ lá lá đó. Thấy chết liền, con mắt nó dở. Nó cong lá đó. Cái đọt đó là mình ăn được đó. Đó rồi thấy rồi đọt non rồi đó. Trời mắt dở dữ lắm. Như đây nè phải không? Thấy rồi đó, thấy ông đọt non rồi nè. Thấy rồi. Cái kia là nó nở ra rồi đúng không? Trời cái trái nhào nữa nè. Nhào luôn. Ê bình bát, bình bát chín không? Chết cha sống ngăn hết trơn rồi. Ê bình bát chín vô dầm đá đường ăn ngon lắm nghe. Cái gì chứ món nó ngon bây giờ kiếm mà. Ê bà chợ bán 5 ngàn trái đó Du. Bóng đèn mình đâu rồi? Rớt rồi. Ở ngoài. Ở trong nhà ra đây đó. Đâu phải bình thường đâu, biết bốn cùng dây điện ấy. Một 100 mét đấy. Bật đèn để chống trộm này. Ê, làm thêm góc ở trên đó, nó trên hậu nữa kìa Du. Không. Nó không dính, nó bắt không dính. Cái này 1 tháng 2 tháng nữa là thu được rồi. Dạ thu được luôn rồi đó. Dạ thu không chưa chịu thu. Chưa chịu thu, để 1 tháng 2 tháng nữa là ok rồi. Đúng rồi. Wow. Không, sao cào sao nó lại vô thì phải sao xuống máy vô lấy cào là phải dỡ mấy cái đám trà này lên hết rồi cái bắt đầu là mình mới đưa máy vô mình cào sò. Cào quan trọng là cặp cào chứ không phải là cái máy, mà cái máy là phương tiện để cho cặp cào nó chuyển động. Cặp cào hai bên, như dục bên đây một cặp, bên đây một cái, bên đây một cái, hai bên. Tới lúc mà tới cào đi thì tới giờ nào nên ai cào đây em chị. Nó từ ở ngoài đó ra ngoài đây là từ cái chỗ cái mí lưới xanh đó nè, ra ngoài đây là bắt đầu nó ra đầu con 100 con một ký nè. Và giờ là trong vuông là sò là cũng có cái loại to rồi đó, từ 70-80 cũng có, 70-80 con một ký cũng có. Đầu 7, đầu 8, đầu 9, đầu 9. Đợi khoảng chừng 1 tháng 2 tháng nữa là em nó lên sò thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Hẹn video sau là sẽ là cho mọi người xem lúc mà thu sò. Thu hoạch sò. Thường là nó cua nó mình gạo lúc mình này là cua nó đeo dần dần lắm. Đừng nói anh ăn được nha.
Tại vì sao? Tại vì lý do tại vì con người cũng ăn thức ăn mà con cua cũng phải kiếm thức ăn phải không? Mà trong này là toàn thức ăn không mà nó phải đeo vòng vòng cái mành để con mò đeo lên nó kiếm ăn mà ha. Đúng rồi, vòng vòng đen hồi dính cua bây giờ. Vậy mình đi men ngủ nhớ. Dạ, dính này dính này coi dính này dính này dính này dính này dính này dính này bạn mà thường thường con cua đụng con cua là con cua nó ưa có nằm một chỗ, bạn đè cái yếm mạnh xuống là được, con cua nó sẽ nằm yên cho bạn bắt. Còn nếu mà bạn đụng cái nó bạn giật cái tay liền ha là không bao giờ bắt được, nó sẽ kẹp. Cua 5 cân chuyên nghiệp luôn hết chưa, yếm thứ 3 cứng nè, cua này chắc lắm. Có ai ăn thì cho để lại số điện thoại, nhắn thêm một like nha. Ừ, đó. Ai ăn thì để lại số điện thoại đi, vô đi em nó liên hệ nè, bán đó. Cua với sò luôn. Đó. Cua 5 cân luôn nha mọi người ơi. Đây lại cho coi cái cảnh chói cua luôn nè đó. Đặc biệt là cua 5 cân đây là chỉ bán cua chứ không bán dây nha. Còn cua ngoài chợ là nó bán dây chứ nó không có bán cua. Cho con dây chút xíu. À. Đây, cua 5 cân này là bán cua chứ không bán dây. Một cộng như kiến là đủ. Cua 3, 4 lạng trở lại là một cộng là đủ. Còn cua bự hơn thì 2, 3 cộng. Vậy là nó chắc rồi. Nữa rồi. Rồi, chúc đem cua này cho anh ăn luôn rồi chị ơi. Ê, người ta chó cua chuyên nghiệp chưa? Chắc đem cua này chả năng rồi. Ý nè, đây là, ở ngoài đây thì chú ba nó đi mò sò với lại cua. Còn mấy đứa nhỏ trong đó mò dợp nè. Ê, để lại cua dợp đi. Để cho nó tắm đi, khoảng 2 lần. Ê, đừng chạy xa. Con bắt được cái gì không? Con lấy được hả, nhiều không? Ô, nhiều quá trời luôn hả? Bi đừng có chạy xình nữa con. Giờ rửa tay đi. Ôi hết máu rồi. Coi kìa. Cục cái đầu xuống cho nó sạch sẽ đi con rồi đi lên. Trời ơi. Xình không rồi cái đầu con ấy là thiên đầu con rồi sao ốp con xình không kìa. Bi giờ không có chạy xình nữa con. À, đâu rồi con bắt hai coi con ngồi được cái gì lấy cho bác hai coi coi. Dạ. Về. Anh quá. Wow. Ôi. Trời ơi, hai mấy nhỏ làm ăn được quá trời luôn nè, thấy chưa? Quá trời luôn này, dợp nè. Hồi nãy dợp sao, vừa sao cha? Vừa béo vừa gì à, cô Bi nói lại coi cô Bi. Vừa béo vừa gì nói lại coi cô Bi. Vừa béo ngậy. Vừa béo ngậy đúng rồi. Sau khi dạo một vòng buông sò của em mình rồi thì mẹ mình chuẩn bị sắn măng để cho mình đi về ngoài Cà Mau nè mọi người. Đây là măng Mạnh Tông á, mẹ mình đem tre từ Trần Văn Thời á về 5 cân để trồng, thì sau 2 đến 3 năm á thì bắt đầu là có một măng. Đặc biệt măng Mạnh Tông ở đây rất là ngon nha. Mọi người nấu á là rất là ngọt và thơm luôn, có cái mùi đặc trưng luôn. Mẹ cho măng Mạnh Tông về để nấu với cua. Thì hôm sau là mình sẽ có một cái clip là quay giới thiệu món canh nấu măng cua gạch ha mọi người ha. Thì hồi nào giờ mọi người là ăn là măng hầm giò heo hoặc là hầm giò xiêm rồi. Có ai đã từng ăn măng hầm với lại cua chưa? Thì mọi người hãy theo dõi video clip sau của Ngân để xem coi măng mà nấu với lại cua gạch thì nó như thế nào nha mọi người. Đó là một cái món đặc sản đó nha, chỉ có mấy người lấy cua ở vùng miền này người ta chỉ thì mình mới biết thôi, chứ hồi xưa thì mình là chỉ ăn măng với giò heo thôi. Tạm biệt 5 cân, mình mang quà ở quê để về thành phố Cà Mau để chế biến đây. Đây là mô hình mới ở dưới năm xã Hàm Rồng nè, người ta nuôi tôm công nghiệp á. Đây là dợp và sò em mình nó cho nè, nãy nó mò lên nè. Giờ mình sẽ hấp thử coi cái ruột nó như thế nào nha. Để ăn dợp này mà cho ngon á là mình sẽ bỏ vào đây một ít sả. Đây là nước dừa tươi nha mọi người. Đây nước dừa tươi nha. Mình sẽ luộc cái này lên nó sôi là mình sẽ thả dợp và đậu huyết vào. Đấy, nó bung ra như vậy là mình vớt nó ra được rồi nha mọi người. Đó, con dợp nè. Xuất sắc nha. Đó. Sò huyết được cái gì.
người thấy con dập không? Rất là ngon luôn ha. Trắng tinh nè mà nhiều thịt nữa. Dập rừng mà 5 cân mà. Tương tự như vậy là mình thả vô và mình ăn ha, rồi mình vớt ra thôi. Con ơi, lấy cái này lên cái coi con. Dạ. Rồi bỏ xoài vô. Đây nè. Nước sôi vậy mình bỏ vô vậy là lát mình vớt sầu huyết lên cái mình ăn thôi ha. Kẻ đi. Rồi con tách cái con sầu huyết ra cho mẹ chụp hình cái con sầu huyết coi. Sầu huyết này hả? Ừ. Đây là sò dưới 5 cân này, mọi người thấy không? Khi mà tách ra thì nó đầy thịt và rất là ngọt và ngon luôn. Còn con dợp á, nuôi thả thiên nhiên như thế này, dợp rừng á, thì nó rất là thịt nó rất là trắng, rất là sạch luôn mà ngon nữa. À, mà nấu theo hấp theo cái kiểu này á, thì thôi rồi khỏi phải nói ha, cực kỳ xuất sắc luôn ha mọi người. Còn đây là cách tách sò huyết nè, do sự chia sẻ của em chồng mình nè, để tách thử cho mọi người xem ha. Xin cảm ơn gia đình của hai đứa em mình đã cho mình một cái trải nghiệm và chia sẻ những cái kinh nghiệm nuôi sò rất là hay, và xin chúc cho hai em là sẽ thành công và phát tài phát lộc, mua may bán đắt ha, được trúng mùa bội thu nha hai đứa. Chúc cho gia đình hai đứa luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn mẹ đã tài trợ măng với lại cua cho mình, để mình có những cái thước phim và những cái video thật hay để chia sẻ cho mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video của Ngân. Ngân xin phép khép lại video này và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại ạ. Vẫn một lòng chung thủy sóng gió. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi hò ơi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi là ơi hò ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau. Sớm nắng chiều mưa thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sóng gió.